Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói chuyện về giáo dục, nhất là giáo dục con cái của chúng ta. Nhất là trong mùa Covid này, có rất nhiều gia đình có cơ hội sum họp từ lúc ăn sáng cho đến lúc về khuya trước khi đi ngủ. Thành thử có rất nhiều thời gian để cho các bậc phụ huynh, nhất là những bậc phụ huynh nào yêu con, có cơ hội để nắn nót đứa con của mình, có cơ hội để tạo cơ hội cho đứa con sớm trưởng thành. Tôi sáng hôm nay tôi cũng chỉ đề cập về hai vấn đề cho những người cha mẹ nào thương con. Trước nhất là vấn đề về đánh giá được cái sự rủi ro cho đứa con. Tất nhiên rồi, trong cuộc đời này cái đứa con lớn lên nó phải tập đánh giá cái rủi ro mà nó sắp sửa phải đối mặt. Ngay khi mà nó mới lớn lên thôi, vào khoảng lúc 9 tháng thì đã có những đứa bắt đầu tập tĩnh, muốn tập đi, tập đứng, tập bò, tập lẫy, tất cả những cái cử động mà nó phải học lần đầu trong cuộc đời. Nếu mà nó đứng chưa vững thì lúc nào là lúc mà chúng ta để cho đứa con nó tập đứng lên một mình? Lúc nào mà là lúc để chúng ta tập cho đứa con mình nó đi một mình? Nói tóm lại, lúc nào là lúc mà chúng ta để cho đứa con nó tập tự đo cái rủi ro mà nó sẽ gặp phải nếu mà nó làm một cái gì quá sức của nó? Và chúng ta thấy rằng là cái linh tính của đứa cháu nó rất tốt, bởi vì khi mà nó đứng dậy nó còn rón rén, nó phải đắn đo cái sức lực của nó. Và y như rằng là cái đứa trẻ bao giờ nó cũng đo được đúng cái rủi ro, cái sức rủi ro mà nó phải đối mặt. Hễ mà không đứng được thì nó sẽ không đứng và nó sẽ ngồi yên. Và khi nào đứng dậy được thì nó sẽ lại tập lại. Và y như rằng là cái hôm nào mà nó đứng hẳn dậy thì nó đã đo được đúng cái rủi ro, là nó không sợ té nữa và nó sẽ không sợ đau nữa. Và nếu mà nó có té thì nó cũng đo được cái rủi ro mà té đau như thế nào, cho dù giờ sau đó nó khóc. Cả cái cuộc đời nuôi con và dạy con là giúp cho con đo được cái rủi ro mà nó sẽ phải đối mặt. Cái đứa trẻ đi học, hoặc là cha mẹ nào mà để cho con đi học ở nước ngoài một mình, tuổi nào là tuổi rủi ro không cao quá, tuổi nào là cái tuổi mà rủi ro có thể đối mặt được. Thế rồi khi mà mình mua cho con mình một cái xe đạp hay là một cái xe máy thì lúc nào là lúc phù hợp nhất? Có phải là lúc mà 15 tuổi hay không? Bởi vì cũng có những đứa trẻ 15 tuổi đã đi được những xe máy, và còn thậm chí đi vào trường đua xe máy. Nhưng mà cũng có đứa 18 tuổi không cáng đáng được cái việc đi trong những nơi ồn ào, nhộn nhịp, mà có thể tránh được những cái tai nạn tiềm năng. Thế rồi sau này, đến khi mà đứa con lớn lên nữa thì nó lại phải tập đo cái rủi ro khi lập gia đình. Nó phải đo được cái rủi ro khi nhận một công việc và đi làm. Suốt một cuộc đời, cái người biết đo cái rủi ro, biết chấp nhận cái rủi ro, biết quản lý cái rủi ro cho chính mình là cái người sẽ thành công. Và khi mà đứa trẻ của mình mà đã học được cái cách đối mặt với rủi ro thì suốt đời nó sẽ tránh được những rủi ro, hoặc là nó sẽ đối mặt được cái rủi ro một cách tốt đẹp. Tôi sẽ khuyến khích tất cả các phụ huynh luôn luôn chăm chú về cái góc cạnh dạy con tập đo cái rủi ro và chấp nhận cái hậu quả nếu mà chẳng may cái rủi ro đó nó tới. Tất cả cái cuộc đời là cái phương trình mà con người phải đối mặt
khi mà phương trình có cái chữ rủi ro ở trong phương trình. Đấy là cái phần đầu. Nhưng mà phần thứ nhì đó quan trọng hơn nữa, mà tôi muốn các phụ huynh dạy các con phải đo được, đó là đo được cái giá trị của mọi việc. Giá trị của việc làm, giá trị của một sản phẩm, giá trị của một công sức, giá trị của một sự đóng góp, giá trị của một kiến thức, giá trị của một sự trải nghiệm. Cái gì nó cũng có giá trị của nó. Và hiện thời thì tôi phải xin nói rằng, trong những cái buổi giao tiếp của tôi với các anh em trẻ, thì tôi nhận thấy rằng có một số không đo được cái giá trị của cái việc làm của mình hay của sản phẩm của mình. Bằng chứng rằng có rất nhiều những người khởi nghiệp mà chỉ khởi nghiệp với một ý nghĩ rằng là sẵn sàng trừ 50% cái giá sản phẩm của mình. Cái kiểu như là mua một tặng một, đôi khi mua một tặng hai. Nó làm cái sốc cho tôi, là bởi vì rằng là những cái người làm như vậy là không đo được cái giá trị của việc làm của mình. Gần đây có những người sẵn sàng bán những khẩu trang có 5.000 đồng thôi. Tôi tự hỏi, không biết họ có đo đúng cái giá trị của họ không, hay là đây là một cái việc làm từ thiện thì tôi không nói. Thế nhưng mà một cái khẩu trang mà chỉ đáng giá có 5.000 thôi, thì thật sự ra nếu mà nó đúng cái giá trị của cái khẩu trang thì cái khẩu trang đó nó chẳng che chở gì ai cả. Nhưng mà nếu mà nó tính cái giá đúng một giá trị của một cái khẩu trang thì không phải là giá trị của một miếng vải. Và cái công may mà cái giá trị mà cái khẩu trang đem lại cho mỗi cá nhân, khi mà cái khẩu trang nó giúp cho cá nhân đó tránh được bệnh dịch, hay ít nhất tránh được cái sự hắt hơi hay là cái sự lây nhiễm từ cái người đứng bên cạnh mình. Tất cả đều là một vấn đề giá trị. Và khi mà lớn lên, đi ra làm các cái đi kinh doanh, thì lại càng cần mỗi cá nhân đo được cái giá trị của việc làm của mình, đo được giá trị của sản phẩm của mình. Và không những giá trị của sản phẩm của mình đối với chính mình, mà là còn cái giá trị mà xã hội đánh giá vào cái sản phẩm của mình. Thì cái đó mới là cái điều khó. Tất nhiên nó cũng có những cái phương pháp đo giá trị mà các sách quản lý, quản trị hoặc là các nhà chuyên môn, chuyên gia có thể giúp chúng ta đánh giá được. Thế nhưng mà không phải. Cái trước nhất tôi muốn để cho mọi người hiểu rằng là dạy con đo được giá trị là một thái độ, mà thái độ phải có để cho đứa con luôn luôn biết được rằng là cái việc làm của mình nó có giá trị hay không. Thế thì khi mình nói đến giá trị thì mình cũng lại phải nhìn nhận rằng là một cái chai nước mà mình bán ở một cái nơi cạnh một cái suối mà nước trong thì có lẽ nó không có giá trị nhiều bằng một cái chai nước mà mình bán ở trong bãi sa mạc nóng bỏng. Thành thử ra đo giá trị không dễ như chúng ta tưởng đâu, bởi vì nó còn tùy nơi, tùy người, tùy nhu cầu, tùy lúc. Và nếu mà chúng ta suốt đời mà chỉ bán rẻ, bán hay không bán nhưng mà nó làm sự trao đổi, thương thuyết rẻ một cái giá trị lớn của chúng ta, thì chúng ta sẽ nghèo mãi mãi. Mà cái nghèo này không phải là cái nghèo tiền không đâu, nó là cái sự thiếu ý thức được rằng là chúng ta để cho người khác khai thác mình mà do chính lỗi của mình. Tức là mình không biết rõ cái giá trị của cái việc làm của mình và cái sản phẩm của mình. Đấy, hôm nay tôi chỉ xin nói có hai thứ đó thôi, để nhắc nhở phụ huynh rằng trong cái mùa Covid này, khi các bạn có một cái cơ hội rất lớn được sống với các con, các cháu, khi đời sống gia đình cho phép có sự thảo luận, thì đây là hai đề tài mà tôi đề nghị với các phụ huynh chia sẻ lại với các con, chia sẻ lại với các con kinh nghiệm của mình, cái cách nhìn của mình, cái những góc độ mà phải chú ý để mà quản lý được cho cuộc đời của mình. Cái nào là cái rủi ro, cái nào là không rủi ro, và cái nào là có giá trị và cái nào là không có giá trị. Hai cái điểm này là hai cái điểm then chốt để cho sau này đứa con sinh hoạt một cách tự tin. Bởi vì khi mà mình đo được cái rủi ro và mình chấp nhận cái rủi ro,
thì tức là mình đã nắm được cái sự tự tin ở trong tay mình. Và khi mình đo được cái giá trị thì sẽ không bao giờ hứa. Bởi vì những người hứa là những người không biết cái giá trị của cái sản phẩm của mình, hay là cái dịch vụ, hay là cái gì mà mình cho đi, mình không biết giá trị, thì lúc đó mình mới hứa. Thế thành thử, nếu mà một người nào mà không biết giá trị của mình thì cả đời sẽ hứa. Hay là tệ hơn thế, là lúc nào cũng nghĩ là mình hứa, cho dù mình không hứa thật. Tôi xin chúc tất cả các bạn phụ huynh rất sáng suốt dạy các con về rủi ro, và về đánh giá được mọi việc trong cuộc sống. Xin chúc các bạn thật bình an trong mùa Covid này.